Em chào các bác nhé, em là Hà đến từ Đồng Đông Sơn. Để mà chia sẻ với các bác về các cái bộ ngũ sự mà nhà em đang bán được thì em luôn tâm đắc nhất là các cái bộ màu gun nâu giả cổ các bác nhé. Trong các cái thời gian qua lại đấy, qua đi đấy thì rất nhiều các bác thường xuyên là quan tâm về cái bộ ngũ sự gun nâu giả cổ, bởi vì là cái màu giả cổ này nó đặt trên không gian thờ thì sẽ rất là hoài cổ, cũng như là rất là mang lại cái ấm cúng đến cho gia đình nhà mình khi mà ngày lễ ngày Tết. Các bác đốt trầm hương tỏa ra cái làn hương, cảm giác cái không khí Tết nó rất là rất là ấm cúng, cũng như là các cái ngày dỗ chạp. Và em rất là tâm đắc về các cái bộ ngũ sự mà hun nâu giả cổ này, bởi vì được rất là nhiều các bác quan tâm sử dụng thì nó không bao giờ là lỗi đâu các bác nhé, không bao giờ là lỗi thời đâu ạ. Nên là các bác yên tâm để sử dụng cái màu hun nâu giả cổ này. Và bộ hun nâu giả cổ này chất liệu được làm từ đồng vàng và sẽ có màu là màu hun nâu giả cổ. Và một bộ ngũ sự thì sẽ gồm có một đỉnh, hai hạc và hai chân nến. Đỉnh thì sẽ đặt ở chính giữa không gian thờ, hạc chầu hai bên và cuối cùng là đến chân nến các bác nhé. Thì so với các cái bộ đồng cao cấp như là đồng cắt tút hay là đồng đỏ thì các cái bộ đồng vàng nhà em là được các bác quan tâm nhiều nhất. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là cái thứ nhất là cái giá thành. Cái giá thành của bộ hun nâu giả của các cái bộ đồng vàng, cái chi phí của nó thì sẽ phù hợp hơn đối với những các bác mà có cái chi phí, có cái mức thu nhập nó không được cao, thì các bác có thể là sử dụng các cái bộ đồng vàng này. Cũng rất là bền các bác nhé, các bác không lo về độ bền đâu ạ, bởi vì là bằng đồng mà, nên là các bác yên tâm về cái độ bền. Và đồ thờ thì khi các bác sử dụng thì tránh xê dịch, tránh di chuyển, bởi vì là nhiều các cái điều cấm kỵ đấy ạ. Nên là khi các bác sử dụng các cái bộ đồ thờ thì các bác nên sử dụng bằng đồ đồng để tránh là bị đổ vỡ, bị xê dịch. Bởi vì là khi mà bị xê dịch hay đổ vỡ thì phạm vào các cái điều cấm kỵ rất là nhiều. Đấy, nên là rất nhiều các bác nhà em vẫn sử dụng cái bộ đồ thờ, bởi vì là mình thờ rất là lâu, qua đời này đến đời kia, chứ không phải là chỉ thờ một vài hôm thôi các bác nhé. Bởi vì là các cái đồ thờ sẽ thờ, khi mà thờ nó sẽ rất là bền. Đó. Và về cái bộ ngũ sự này thì em sẽ quay lại gần cho các bác xem này. Trên nắp đỉnh này thì sẽ có con nghê. Nghê sẽ ngự ở trên nắp đỉnh đây để trấn hưng các cái tà khí xấu các bác nhé. Phía bên dưới thì sẽ là ba chữ phúc lộc thọ. Và mặt thì sẽ là mặt song long trầu nguyệt. Các bác nhìn các cái đường nét của cái bộ ngũ sự này, nó rất là tinh tế, cũng như là mang lại cái thần thái của rồng này. Đó, các bác nhìn thấy chưa ạ? Và phía cuối cùng thì sẽ là ba chân lân, mỗi chân lân là một đầu lân các bác nhá. Và cuối cùng là đế của đỉnh này. Và hai bên cạnh thì sẽ là hai tai mây. Hai tai mây ở hai bên cạnh đây. Đỉnh các bác sẽ sử dụng là để đốt trầm hương. Hai bên của đỉnh thì sẽ là hạc. Đây là hạc ngậm hoa sen ngự trên lưng rùa các bác nhá. Kích thước của hạc thì của cái bộ đỉnh này thì hạc sẽ cao 58 ạ. Và hạc ngậm hoa sen ngự trên lưng rùa mang lại cái ý nghĩa là giúp cho gia chủ có cái sự trường tồn, trường thọ, cũng như là gia đình của chúng ta sẽ được gắn kết chặt chẽ hơn rất là nhiều. Và các bác nhìn này, các cái đường nét của hạc nhà em được các bác nghệ nhân chạm khắc rất là bay bổng nhẹ nhàng. Và cuối cùng là đến chân nến. Chân nến, đây là bông sen các bác đặt ở trên đây. Bông sen này thì nhà em sẽ tặng kèm cho các bác nhé, tặng kèm khi các bác mua cả bộ ngũ sự. Và phía dưới thì sẽ khắc chạm rồng phượng này. Đây là khắc chạm rồng phượng các bác nhé. Cuối cùng là sẽ là tứ linh, bốn tứ linh có uy quyền nhất trong phong thủy, đó là long, ly, quy, phụng các bác nhé. Nhà em thì có rất là nhiều các cái bộ ngũ sự về chất liệu khác nhau, cũng như là kích thước, mẫu mã khác nhau để cho các bác lựa chọn. Thì các bác có thể để lại thông tin về dưới bình luận hoặc gọi hotline là 0963 378 563, em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.